Tình yêu giữa biển khổ. Ngày xưa, có một chàng mồ côi nghèo, cha mẹ mất từ sớm. Ngày ngày, chàng vẫn vào rừng kiếm củi để kiếm sống qua ngày. Chàng đã về rồi đấy à? Hôm nay chàng có vẻ gánh nặng hơn những hôm trước. Ai đấy? Ai vừa cất tiếng nói đấy? Em đây, em là dế. Em đậu trên cái rễ cây trước mặt chàng đây. Hả? Dế, dế biết nói tiếng người sao? Tôi có nghe nhầm không đấy? Vâng, em không phải là dế thường đâu. Hàng ngày em vẫn thường thấy chàng gánh củi một mình đi qua đây. Tôi sống có một mình, bố mẹ đã mất từ lâu, nên đi đâu cũng chỉ lủi thủi mình tôi. Tội nghiệp chàng quá. Hôm nay chàng có muốn xuống Long Cung nhà em chơi không? Em mời chàng về thăm nhà em. Được, vậy dế dẫn đường đi. Wow, thật lộng lẫy nguy nga. Chàng đang ở dưới Long Cung, nơi mà Long Vương, cha của em cai quản. Thế quá ra, nàng không phải là dế, mà là công chúa con gái của Long Vương sao? Vâng, ngày ngày em ngồi dưới đây quan sát qua lăng kính nước, thấy chàng hiền lành mà lại chịu vất vả. Em rất thương chàng. Tôi cảm ơn nàng. Nếu chàng không chê, em sẽ trở thành vợ chàng. Chúng ta cùng ở lại Long Cung, sống cuộc sống sung sướng. Thế là nàng dế và chàng mồ côi nên duyên vợ chồng, ngày ngày quấn quýt bên nhau không rời. Thấm thoát đã một năm trôi qua, chàng mồ côi bỗng nhiên thấy nhớ quê nhà. Hai con nói sao? Các con không muốn sống dưới Long Cung nữa sao? Thưa cha, chồng con là người Trần, cũng quen với cuộc sống trên đất liền rồi, nên muốn quay trở lại đó sinh sống. Con là phận gái đã theo chồng, xin cha hãy đồng ý để con được lên trên đó nâng khăn sửa túi cho chàng. Sao thế được? Con xuất thân cành vàng lá ngọc, đã quen với cuộc sống nhung lụa có kẻ hầu người hạ. Giờ lên đó vất vả sớm hôm, sao con chịu được chứ? Thưa cha, giờ con đã là vợ của chàng rồi, đói khổ con cũng xin chịu. Mong cha cho con được làm tròn bổn phận người vợ. Mồ côi, con gái ta đã một lòng một dạ vì con. Còn con hứa với ta sẽ yêu thương nó hết lòng không? Dạ, con xin hứa sẽ yêu thương nàng hết lòng, không bao giờ để nàng phải chịu ấm ức. Mong cha cho phép nàng được lên trên đất liền sống cùng con. Hãy nhớ, nếu con làm con gái ta buồn khổ phải trở về, thì ta sẽ không bao giờ cho con gái ta quay lại Trần gian một lần nào nữa. Vâng, thưa cha. Ta sẽ ban cho hai con một căn nhà rộng rãi, kiên cố để các con sống trên đó. Hãy đùm bọc và yêu thương lấy nhau. Vâng, chúng con tạ ơn cha. Thế là từ đó, chàng mồ côi và nàng dế lên trên bờ sinh sống. Họ được ban cho một ngôi nhà to đẹp. Đôi vợ chồng trẻ ngày ngày đi nương cuốc đất, trồng ngô, cuộc sống mỗi ngày sung túc. Trời ơi, đâu ra một chàng trai khôi ngô vạm vỡ như thế kia chứ. Đã vậy, chàng ta lại giàu có với một cơ ngơi khang trang. Giá như chàng là chồng ta thì tốt biết bao. Phải rồi. Chàng ơi. Chào cô. Em đi từ xa qua khu này, em muốn xin chàng chút nước uống cho đỡ khát. Mời cô vào nhà, để tôi lấy nước cho. Chàng ở trong ngôi nhà rộng lớn này một mình sao? Không, có vợ tôi, nàng đang đi nương, chắc là cũng sắp về tới rồi. Vâng, nhờ nước chàng cho mà em đỡ khát rồi. Em không biết cảm tạ chàng như thế nào cả. Có gì đâu, chỉ là một chút nước thôi mà, cô không phải nghĩ ngợi. Những lần sau đó, cô gái cứ để ý thấy hôm nào vợ mồ côi đi vắng
thì lại ghé qua nhà của chàng. Cô lại là cô sao? Vâng, em có việc đi qua đây nên tiện vào thăm chàng ấy mà. Mấy hôm không gặp mà em đã thấy nhớ chàng lắm rồi. Này cô ơi, tôi đã có vợ rồi. Vợ tôi mà nhìn thấy cô thường xuyên qua lại thế này, nàng ấy sẽ buồn lắm đó. Vợ chàng có phải là cô gái đeo gùi vừa mới đi qua đây không? Đúng vậy, vợ ta vừa đi làm nương. Em nhắc cho chàng biết, chàng phải hết sức cẩn thận. Vợ chàng, em trông dáng hình của ta không phải người thường đâu. Chàng phải hết sức cẩn thận, kẻo có ngày bị hại đấy. Dớ dẫn, cô không được nói về vợ ta như vậy. Được, rồi ta sẽ có cách để chàng phải tin lời ta. Hả? Chuyện gì thế này? Kinh quá. Chàng đã dậy rồi sao? Trời ạ, nàng đã làm gì con chuột ấy thế? Kinh quá. Em ngủ không biết gì cả. Em không... Em nhắc cho chàng biết, chàng phải hết sức cẩn thận. Vợ chàng, em trông dáng hình của ta không phải người thường đâu. Chàng phải hết sức cẩn thận, kẻo có ngày bị hại đấy. Những ngày sau đó, mồ côi vô cùng kinh hãi khi liên tục thấy cảnh tương tự. Nỗi sợ hãi dần lớn lên. Là cô à? Thế nào, chàng đã tin lời của em chưa? Chàng mau mau đuổi cô ta đi. Cô ta là yêu ma chứ không phải người thường đâu. Nhưng mà ta... Trời ơi, chàng mà chần chừ, có khi lúc ngủ cô ta ăn thịt chàng đấy. Nhưng rõ ràng nàng ấy là con gái của Long Dương. Ta đã từng về Long Cung cùng nàng rồi mà. Trời ơi, yêu ma quỷ quái thiếu gì phép thuật để lừa mị chàng. Chàng cả tin quá. Chỉ có em là chân thành với chàng thôi. Chàng hãy tin em đi. Mấy hôm nay chàng cứ đi biền biệt đâu thế? Tối chàng cũng không ngủ ở nhà. Gọi chàng không nói, hỏi chàng không thưa. Chàng có chuyện gì sao không nói với em? Ta không muốn sống cùng với cô nữa. Sao? Chàng nói sao cơ? Vợ chồng mình xưa nay chưa hề có chuyện gì bất đồng hay cãi vã. Tại sao tự dưng chàng lại nói với em những lời lẽ lạnh lùng như vậy? Ta đã biết bộ mặt thật của cô rồi. Cô hãy mau đi đi. Chẳng lẽ chàng không còn thương em nữa sao? Giờ cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hãy mau đi đi. Nếu cô không đi thì tôi sẽ đi. Trước khi đi, em xin chàng cho em chút thời gian để em cho đàn gà ăn đã, kẻo chúng lại bị đói mất. Thôi được rồi, cô hãy cho chúng ăn đi. Yêu tình xấu xa và gian xảo, ả ta đang giả đò khóc lóc để chàng phải rủ lòng thương đấy. Chàng đừng có mắc mưu của ả. Được rồi, nhất định là ta sẽ không siêu lòng đâu. Nàng cứ yên tâm đi, cô ta cho gà ăn rồi sẽ đi thôi. Trước khi đi, em xin chàng cho em chút thời gian để em cho đàn ngựa trong chuồng ăn đã, kẻo em đi rồi bọn chúng sẽ đói. Cô yên tâm, tôi sẽ cho bọn chúng ăn. Em xin chàng đấy, hãy để em cho chúng ăn thêm lần này nữa. Được rồi, vậy hãy làm mau lên. Chàng ơi, em vẫn còn... Thôi, cô đừng nấn ná thêm nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa đâu. Hãy mau đi đi. Bò lợn dê tôi sẽ tự chăm sóc, không cần đến cô. Còn chàng...
hãy đi đi, đừng chần chừ thêm nữa. Chàng không còn yêu thương cô nữa đâu. Chàng có người khác nên ruồng rẫy em. Vậy thì em cũng không có lý do ở lại đây làm gì nữa. Cô ta là yêu tinh mà còn giả đò khóc lóc ăn dạ, thật là đáng sợ. Cha, con đã trở về rồi đây. Con gái có lỗi đã không nghe lời khuyên của cha. Xin cha lượng thứ, hãy cho con trở về Long Cung. Con gái ta, tội nghiệp con đã trao tình cảm cho một kẻ không xứng đáng. Ta sẽ đón con trở về và mang theo những gì thuộc về con. Sao lại thế này? Nhà cửa của chàng đâu rồi? Sao lại chỉ còn là bãi đất trống trơn thế này? Trời ơi, nhà của ta, trâu bò, trang trại của ta, kẻ nào đã lấy đi chứ? Lẽ nào Long Dương đã lấy đi hết những thứ ấy? Chàng nói sao? Trước kia khi ta cùng nàng ấy đi xuống dưới Long Cung, Long Dương đã ban tặng cho chúng ta ngôi nhà rộng cùng với nhiều của cải trâu bò. Giờ đây, có lẽ nào khi nàng ấy rời đi, Long Dương đòi lại những thứ ấy chăng? Ông ta thật là tệ bạc. Con gái đi rồi thì ông ta cũng lấy đi tất cả của cải. Giờ chàng đến một chút lều cũng chẳng có, thế thì ăn ở như nào? Không sao, trước đây ta là chàng trai mồ côi, đi lấy củi kiếm sống, vất vả thế nào ta cũng chịu được, nàng không phải lo. Này cô ơi, tôi mang chuột đến cho cô đây. Ta xong việc rồi, không mua nữa. Nàng mua những con chuột này làm gì? Thì cô còn chưa trả tiền cho tôi mấy lần mua trước đấy nha. Chả ai như cô, mua chuột lại còn bắt tôi cắt đầu bỏ đi. Cô mua để làm gì vậy? Trời ơi, ông nói sao? Cô ấy mua chuột rồi dặn ông cắt đầu bỏ đi. Đúng rồi. Cái lão già này, ta đã dặn lão là không được hở ra nói nửa lời cơ mà, sao lão lại bô bô như vậy? Thì ai bảo cô cứ chần chừ mãi không chịu trả tiền cho ta, lại còn xin ta tiết dê nữa. Không trả tiền là không được với ta đâu. Trời ơi, ta nghi quan cho vợ ta rồi, để vợ ta phải buồn tuổi mà bỏ đi. Nhất định ta phải đi tìm nàng ấy. Nàng dế, nàng dế ơi. Chàng trai, chàng tìm ai? Một chú ếch biết nói sao? Ta đang tìm vợ. Vợ ta ở dưới thủy cung này. Ta muốn xuống mà không biết bơi, làm thế nào đây? Ếch có cách gì giúp ta được không? Được rồi, tôi sẽ giúp chàng hút cạn nước ở hồ này. Như vậy chàng có thể xuống dưới thủy cung gặp lại vợ rồi. Thật sao? Nhưng mà bụng ếch nhỏ như thế thì làm sao có thể hút cạn nước hồ được cơ chứ? Cứ yên tâm nha, bụng tôi có thể chứa được cả biển nước. Chỉ có một điều, trong khi tôi uống nước thì chàng chớ có cười. Nếu chàng cười thì tôi sẽ cười theo, nước sẽ bị chảy ngược ra hết đó. Vâng, tôi nhớ lời ếch dặn rồi. May nhờ có ếch thần giúp mình hút nước, nếu không thì làm sao mà xuống được đây chứ. Vợ mà thấy mình chắc bất ngờ lắm. Nàng ơi, vợ ơi, ta đây, ta tìm thấy nàng rồi. Nước ở đâu mà lại tràn ra nhiều thế này? Chàng mồ côi, chàng còn tìm cách đến đây làm gì chứ? Ta đã hiểu lầm nàng mất rồi. Giờ ta đã biết lỗi, xin nàng hãy quay trở về với ta. Không được nữa rồi. Cha em đã có lời giao hẹn, một khi đã trở về Long Cung thì cha sẽ không bao giờ cho em quay trở lại Dương Gian nữa. Không, nếu không có nàng trở về, ta thà chết ở đây. Chàng làm thế sao em có thể an lòng được cơ chứ? Chàng cũng đã biết cha có giao hẹn từ trước, giờ người sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Ta trở về, nhưng những lúc nhớ nàng, ta biết làm sao. Chàng hãy lấy thùng nước đặt cạnh thanh dương, khi nào nghe thấy tiếng đàn, chàng nhìn vào ao nước là tức khắc sẽ thấy em. Mau lên, giờ chàng hãy rời khỏi đây mau, kẻo nước ngập thì chàng cũng sẽ bị nguy mất.
Thế là từ đó, mỗi khi có tiếng sáo véo von, mồ côi lại chạy đến bên ao nước để nhìn vợ cho đỡ nhớ. Nhưng vợ chàng không thể quay lại được như xưa. Chàng chỉ biết ân hận vì sự bồng bột của mình. Đề kiểm tra đặc biệt. Như chúng ta đã biết, cuộc sống có thị, phong phú hay không, đó chính là sự sẻ chia của bạn bè, của người thân và của toàn xã hội. Và rút gọn lại bài học hôm nay, thầy muốn các em hãy chia sẻ và lắng nghe cuộc sống. Buổi học hôm nay của chúng ta diễn ra rất tốt. Thầy hoan nghênh tinh thần chuẩn bị đề tài của các em. Chúng em cảm ơn thầy ạ. Còn 25 phút nữa là kết thúc buổi học. Thầy cho phép các em nghỉ giải lao tại chỗ 5 phút. Vâng ạ. Ôi tuyệt quá. Tối qua anh Trần Hoàng tổ chức live show sinh nhật hoành tráng vô cùng luôn. Lớp mình có ai đi xem không? Mình có đi. May mà mình được đi. Xin mãi bố mẹ mới cho đi ấy. Mình rất hạnh phúc vì tối qua đã tặng cho nấy chú gấu bông xinh xắn. Mình phải dành dụm tiền ăn sáng bao lâu đấy. Hôm qua mình phải đi khắp shop trong thành phố mới tìm được chú gấu ưng ý nữa. Mình mua bó hoa đẹp lắm, nhưng không lên tặng anh ấy được vì đông quá, phải nhờ bảo vệ mang lên giúp. Mình thì chỉ kịp viết lời chúc và số điện thoại của mình vào thiệp sinh nhật thôi, không biết anh ấy có đọc được hay không nữa. Chúng mình cũng vậy, có lên được đâu, chỉ có tụi con gái là may mắn hơn thôi. Thôi, một tuần nữa chị Lệ Chi cũng tổ chức xuất diễn mừng sinh nhật của chị ấy đấy. Lúc ấy chúng mình phải mua vé sớm nha. Thôi nào, các cậu lại đây đã. Mình chụp ảnh với anh Trần Hoàng đây nè, đăng cả lên Facebook rồi đây. Vào like khẩn trương đi. Đâu, tới xem nào. Nè Nam, hôm qua có đi xem không? Ra đây xem ảnh cái Ngọc Đăng nè. Còn phải hỏi, thằng Nam thì chỉ có mà đi ngủ. Nhà nghèo rớt thế, lấy đâu ra tiền mà xem ca nhạc cơ chứ. Tiền mua sách vở còn không có nữa là. Các em tập trung lại đi. Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút. Thưa thầy, thật sự thì tối hôm qua chúng em chỉ kịp chuẩn bị đề tài ngoại khóa hôm nay, chứ bài cũ thì chúng em chưa ôn kỹ ạ. Thế là chúng em vẫn làm bài kiểm tra ạ. Đúng rồi. Thầy hiểu rồi. Nãy giờ thầy nghe các em trò chuyện với nhau nên thầy ra đề sẽ càng dễ hơn. Nhưng với đề bài này, các em nếu có câu trả lời thì chỉ trong 30 giây là xong thôi. Tuy nhiên, thầy vẫn cho các em 15 phút làm bài. Thầy tâm lý quá, chúng em cảm ơn thầy. Giờ cả lớp có thể làm bài kiểm tra ngay tại đây. Dạ vâng ạ. Em hãy cho biết ngày sinh của hai bạn ngồi cạnh mình. Đề gì mà lạ thế nhỉ? Sao thầy lại ra đề như thế nhỉ? Đây chính là bài kiểm tra lấy điểm 15 phút cho các em. Bây giờ thì các em lần lượt trả lời cho thầy. Và tuyệt đối phải tự nhớ, không được hỏi bạn của mình. Thưa thầy, đề bài tuy là đơn giản nhưng mà chúng em... Dạ, chúng em không để ý nên không nhớ được thầy ạ. Thầy có thể cho chúng em cất đến buổi học sau được không ạ? Để chúng em... Cả lớp có ai làm được không? Đam, em có nhớ ngày sinh nhật của hai bạn bên cạnh em không? Dạ có ạ. Bạn Hoàng sinh ngày 15 tháng 9, còn bạn Na sinh ngày 20 tháng 12 ạ. Có đúng không nhỉ? Hoàng, Na, đó có đúng là ngày sinh nhật của các em không? Dạ đúng ạ. Nam giỏi quá. Thật bất ngờ. Bây giờ các em đã nhận ra sự thiếu sót của mình chưa? Các em nhớ được ngày sinh của thần tượng, những người có thể chỉ thấy qua tivi, sách báo. Vậy sao người bạn thân của mình thì không một chút quan tâm? Tại sao lại chế giễu Nam chỉ vì bạn ấy không có tiền đi xem ca nhạc? Các em hãy lắng nghe cuộc sống xung quanh mình. Hãy quan tâm đến những người xung quanh mình hơn nữa. Chúng tớ xin lỗi Nam. Nam đừng trách bọn tớ nha. Chúng em thật vô tâm quá thầy ạ. Chúng em cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Nhất định chúng em sẽ sửa chữa ạ. Vậy tiết học sau nhớ trả bài cho thầy. Dạ, nhất định rồi ạ. Chim ruồi thông minh. Thank you.
mình yêu thích. Mình phải xử chúng trước khi chim ruồi mẹ đi kiếm ăn về mới được. Trời ơi, các con của tôi đâu rồi? Các con ơi! Con tôi, ai đã bắt con tôi đi mất rồi? Sao chị lại khóc thế? Con tôi vẫn còn chưa nở, vậy mà ai đó đã bắt đi mất rồi. Còn ai được nữa chứ? Chắc chắn là chim dẻ cùi rồi. Chúng luôn bắt chim non và trứng của họ hàng nhà ta mà. Khổ thật con tôi. Thôi chị đừng buồn nữa. Bao nhiêu họ hàng nhà chúng ta đã chết trong tay chúng. Tôi nghĩ họ nhà chúng ta phải tìm chỗ nào đó kín đáo hơn để làm tổ thôi. Chúng ta cùng làm tổ ở trong cái vách núi đá bên kia thì sao? Cũng được đó. Ở đó kín đáo, chắc chúng chẳng thể tìm ra được chúng ta đâu. Vậy thì chúng ta đi báo cho mọi người chuyển tổ thôi. Chim đùi, chúng đang cắt cây khô đi đâu vậy nhỉ? Chắc chắn chúng chọn chỗ khác làm tổ rồi. Mình phải theo dõi mới được. Chim đùi đỏ, chị đã bệnh xong tổ chưa? Tôi cũng sắp xong rồi đây. Ôi trời, tưởng làm tổ ở chỗ khác mà ta không phát hiện ra sao? Trời ơi, con tôi đâu rồi? Sao thấy chim đùi đỏ? Đám chim dẻ cùi đang ghét, chúng lại cắp mất con tôi đi rồi. Cứ tưởng chọn nơi đây là kín đáo rồi, vậy mà bọn chúng vẫn phát hiện ra. Thật không thể chịu được, tôi phải tìm bọn chúng mới được. Đợi tôi đi với. Nhìn kìa, tổ của dẻ cùi đó. Chúng ta đánh xử tội hắn thôi. Cứu, cứu tôi với. Thật đáng đời, cuối cùng hắn cũng bị quả báo. Cũng phải, nhưng hắn còn rất nhiều đồng bọn nữa. Dù chúng ta có làm tổ ở đâu thì chúng cũng sẽ tìm ra thôi. Thế nên tôi nghĩ chúng ta nên làm tổ gần tổ của Diều Hâu. Làm tổ gần tổ Diều Hâu ư? Đúng vậy, giống chim dẻ cùi này rất sợ Diều Hâu. Nơi nào có Diều Hâu, chúng sẽ không dám bén mảng đến gần. Mà Diều Hâu thì chẳng bao giờ ăn thịt họ hàng chúng ta. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ có Diều Hâu là bảo vệ canh tổ vững chắc hay sao? Ừ nhỉ, vậy mà tôi nghĩ không ra. Chúng ta phải tận dụng đặc tính này để bảo vệ mình. Vậy chúng ta cùng về xây tổ lại thôi. Kể từ đó, loài chim ruồi thông minh thường xây tổ bên cạnh tổ của chim diều hâu. Có diều hâu bảo vệ, chúng không còn sợ kẻ thù của mình nữa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.